Hello, xin chào anh em nhé, lại là tớ Nguyễn Văn Thuận đây. Hôm nay tớ lại tiếp tục chia sẻ với anh em một cái thủ thuật về AutoCAD, đó là làm sao để mà chúng ta có thể là in ấn có thể hàng loạt được những cái bản vẽ trên cái môi trường layout, được chưa? Thì tớ đã từng chia sẻ những video về chia sẻ về những cái tool, những cái clip chia sẻ về cách chúng ta in hàng loạt ở trên model rồi, gọi những cái clip đơn giản. Nhưng mà với môi trường layout, ví dụ chẳng hạn như thế này, đây là môi trường layout đây, thì với những anh em các men chuyên nghiệp thì ta sẽ thường là in trích xuất bản vẽ như thế này. Một số những cái clip mà in model thì anh em mà in ở trên layout thì nó sẽ không có tác dụng nhé, tức là nó sẽ không có khả dụng để chúng ta thực hiện được. Thế thì rất nhiều anh em mà thắc mắc và vẫn đang làm thủ công, thế thì mình chia sẻ cái tool này để giúp cho anh em có thể là tránh bị mất quá nhiều thời gian trong quá trình anh em trích xuất nhé. Đầu tiên ở đây anh em mở cái phần mềm AutoCAD của anh em lên, và anh em đang giả sử đây một bản vẽ, thậm chí là có hàng trăm bản vẽ được chưa, mà anh em triển khai một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đấy về nhà dân dân dụng, hoặc là nhà dự án, hoặc là những cái công trình, hoặc là những bản vẽ mà trong cái ngành của anh em ấy, đúng không? Thế thì đầu tiên là anh em có bản vẽ đây rồi, thế thì ở đây mình có một cái phần mềm này thì tớ sẽ chia sẻ miễn phí và để lại cho anh em nhé, tại vì tớ sưu tầm lại được thôi. Tôi chia sẻ để lại link ở trong cái phần mô tả của video, hoặc là để phần ghim bình luận của video, anh em bấm link và tải về thôi, được chưa? Đấy, thì khi anh em mở két lên như này rồi, anh em bấm kích vào cái phần mềm này, giải nén ra và kích vào cái phần mềm này. Thì đây là cái phần mềm VnPlot V2.1, được chưa? Nó khả năng in được cả model và cả layout luôn, được chưa? Thì ở đây ví dụ như anh em chọn máy in này, được chưa? Có máy in này anh em nên cài thêm một cái PDF 24 này vào nhé, để có thể là gộp file PDF cho nó chuẩn chỉ hơn, được chưa? Hoặc là nếu anh em đang kết nối máy tính thẳng với máy in thì anh em chọn luôn máy in, được chưa? Ở đây tớ dùng máy tính cá nhân không có kết nối máy in nên là tớ chọn là PDF 24 để xuất ra PDF. Đó, hoặc là anh em có thể chọn một số cái như là DVF to PDF cũng được, được chưa? Nhưng mà nếu anh em nên cài thêm cái PDF 24, anh em lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái PDF 24 này nhé. Đấy, dùng in ấn rất là hiệu quả luôn. Đó, và cái nét in bên dưới là nét in này, chọn máy in này. Đó, một là em chọn PDF4, anh em không có PDF4 chọn cho mình cái DVG to PDF đây nhé. Đấy, được chưa? Đấy, nếu anh em nào không có PDF4 tức là chưa cài thì cài cho mình cái này. Đấy, tôi cài cái PDF4 rồi, anh em lên trên mạng sờ rồi. Đấy, còn cái vùng chọn nét in này thì anh em sẽ chọn cho mình là cái monochrome, monochrome này cho chấm CTB nhé, CTB không phải là cái này STB này đâu nhé, cái này là không phải đâu, cái CTB này để chọn cái kiểu in đen trắng này đấy, và chọn cỡ giấy nhé, hoàn toàn là tiếng Việt hết, rất là hay ho. Cỡ giấy anh em chọn, ví dụ tớ là in bản vẽ này ra A3, em chọn A3 thôi đấy, và anh em có thể là chọn gì lưu những thông số in ấn này lại để lần sau nó khi anh em hiện tại đang mở lên, anh em có thể là in một bản vẽ khác chẳng hạn thì nó dùng luôn cái thông số này. Đấy. Ở đây anh em sang phần cấu hình thì anh em chọn nó là chọn cái gì thì đúng không ạ? Cấu hình thì anh em chọn cho mình là cái chọn block nhé, có thể là sử dụng bộ lọc hay là chọn block XGrep này, hay chọn bất kỳ một chương trình nhất định, như anh em nên chọn cho mình là cái số 2 này. Đấy, chọn tức là chọn cái block khung tên, thấy chưa? Đấy, đường dẫn thì anh em có thể chọn là vào cái đường dẫn lưu, ở đây tôi chọn vào đúng cái đường dẫn mà đang để cái phần mềm đấy, thấy chưa? Ok, chọn đường dẫn thôi. Cái kiểu in tự động là trái có phải trên dưới, trên dưới trái có phải, anh em chọn cho tới cái mục số 2 này, thấy chưa? Tùy ý anh em lựa chọn thôi, cái này thì không quan trọng lắm. Anh em để căn để giữa này và tỷ lệ là fit nhé. Đấy, và anh em cũng là lưu thông số in ấn này rồi. Thì anh em quay lại cái phần chương trình chính ở đây, thấy chưa? Đây là của tác giả anh Phan Thanh Tú, đúng không? Một anh cái men rất là giỏi, anh em phải là cảm ơn anh ấy. Ok chưa? Quay lại đây thì anh em bắt đầu, anh em có thể chỉnh nét chi tiết ở đây nhé. Table nét new, cái file màu sắc này, hay là chỉnh sửa về độ dày theo từng cái thông tin thông số ở đây, nhưng đối với mình, hoặc là những cái nét mờ này, screening này, độ mờ, độ nhạt, vân vân. Đối với mình đây, mình làm mẫu thì anh em mình làm sơ bộ thôi nhé. Đó. Tại đây anh em bắt đầu kích vào cái dòng này, chọn bao đối tượng này, đấy, chọn bao đối tượng,
thì anh em kích vào thì tự động anh em mở OutKit lên đấy, mở mở phần mềm OutKit lên, anh em chọn đây nó có cái mục là Select Object này, anh em chọn vào đúng cái khung tên này đấy. Sau khi chọn được một cái khung tên nó sáng sáng lên như này rồi, anh em bật cách này đấy, thì nó sẽ hiện ra cái này. Bây giờ hiện ra này, anh em bắt đầu ấn là gì, plot in tự động. Đấy, in plot tự động thì lập tức là tất cả những bản vẽ ở trong cái layout này, được, trong layout mà anh em đang đứng này, nó sẽ in hết cho anh em. Và đây là cái phần mềm PDF Writer, thì tự động là cái phần PDF đấy nó sẽ lưu, và sau này chúng ta có thể gộp nhanh bằng cái phần mềm ứng dụng PDF Writer này. Được chưa? Chắc là nhờ anh em cũng đã biết phần mềm này rồi. Còn nếu anh em nào mà chưa biết thì có thể cài gõ đi trên mạng Google search PDF Writer đấy, có cái biểu tượng logo đấy, anh em nhìn thấy quen thuộc đấy, thì anh em bấm cài đặt vào, nó là bản dùng miễn phí thôi, không phải trả bản quyền gì đâu. Đấy, và anh em cứ chỉ việc đợi thôi, thấy chưa? Mà ví dụ có 100 bản vẽ thì là nó sẽ chạy loát đến khi nào anh em phải tranh thủ ra làm cốc cà phê này. Đấy, và chạy đủ 100 bản vẽ thôi, mình không phải kích chọn thủ công từng khung tên, đúng không? Tuyệt vời không ạ? Đấy, thì sau đó ở đây phần PHP 4 nó có một cái nối này, ghép file này. Em nối thành một file duy nhất. Đấy, nối tất cả những cái bản vẽ thành một file duy nhất, thì anh em chỉ việc là gửi file này lên và đi in thôi. Đấy, file anh em lưu PS lại. Rất nhiều tính năng khác nữa, cái phần mềm PDF Writer này nó rất là đa năng nhé. Ở đây tớ chia sẻ về cái công cụ in tự động thôi, chứ tớ không chia sẻ về cái công cụ PDF Writer này, nên là anh em tìm hiểu xem trên mạng thôi nhé. In-A3 rồi ạ. In-A3 xuất ra đấy, download. Đây, chính là cái này. Đấy, bây giờ thì nó đã in và rất là chuẩn chỉ cho anh em nhé. Đây. Đây. À, zoom nhỏ lại cho anh em. Đấy, kiểu dạng PDF kiểu như này. Và nó nối luôn cho anh em luôn nhé. Bình thường nếu anh em không cài PDF 24 thì anh em phải dùng những cái công cụ online để nối file PDF, đúng không? À, gộp gộp file PDF ấy. Nhưng phần mềm PDF 24 nó rất là hay. Còn cái công cụ nó là công cụ này, là công cụ để in hàng loạt này. Đó là công cụ VN Plot V2.1, thì tớ để link tải ở video nhé anh em nhé, mô tả và dưới bình luận. Đấy, in rất là chuẩn và sạch đẹp cho anh em luôn, anh em chỉ việc là đóng khung bản vẽ thôi để anh em in. Đấy, hàng trăm bản vẽ thì nó chỉ là để tự động máy nó xử lý, anh em chỉ việc là chờ kết quả thôi, không phải thao tác động tay động chân nhiều, vân vân. Đó, cái phần mềm này thì ứng dụng được cho cả model và cả layout anh em nhé. Đó, rất là tuyệt vời, và rất nhiều anh em kem em ngoài kia đang sử dụng. Đấy, thì ở đây là một cái mẹo thủ thuật mà tớ đang chia sẻ anh em. Nếu anh em nào thấy hay hữu ích thì đăng ký kênh của tớ nhé. Đấy, và tớ đang có khóa học AutoCAD thực chiến, anh em bấm vào đây để anh em có thể tham gia. Đây là khóa học mà dành cho người bắt đầu từ con số 0 ở trên Unica này. Đấy, khóa học phí. Anh em nào mà bấm qua Facebook của tớ thì sẽ được học phí ưu đãi giảm giá hơn so với trên web Unica này nhé. Đấy, mã giảm giá đặc biệt luôn, giảm giảm ưu đãi hơn của trên web đấy. Và những anh em nào mà đang muốn học AutoCAD bài bản từ con số 0 đấy, xem thử các bài học ở đây, thì anh em bấm vào cái link ở trên trên link khóa học đây, hoặc là bất kỳ một cái video tôi có video để ảnh bìa ở đây rồi, đúng không? Anh em vào đây em tham gia học nhé. Chào mừng anh em đã đến với cái khóa học của tớ, và hỗ trợ anh em bắt đầu từ con số 0 cho đến thành thạo luôn đó. Ok. Video này cũng dài rồi, tôi xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.